Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tin Việt, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tin buồn ập tới cơ quan đầu não Bắc Kinh khi sơ đập tam hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bị vỡ toang khi một trận động đất siêu mạnh mạnh 7,7 độ Richter ở thành phố Vũ Hán đã vùi lấp con đập tam hiệp, khiến cho giới chức cao tầng của Trung Quốc vô cùng hoảng loạn. Thông tin trên đã được tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đưa tin chi tiết như sau. Vào lúc 17:30 chiều ngày hôm qua, một trận động đất siêu mạnh tới 7,7 độ Richter làm rung chuyển thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập tam hiệp chắn ngang con sông Dương Tử, khiến cho con đập này bị vỡ toang và mực nước của nó đã tràn ra, nhấn chìm toàn bộ vùng hạ lưu, tất cả đều biến thành sông, thành biển. Trận động đất siêu mạnh vào hôm qua cũng đã đe dọa trực tiếp đến con đập của phía Trung Quốc, khi nó đã tàn phá ba cửa xả, làm cho nước dâng tràn và làm cho vùng hạ lưu bị ngập chìm trong biển nước lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện trận động đất trên đã làm rung chuyển một vùng rộng lớn, đánh sập một sân bay quân sự và một căn cứ quân đội của Bắc Kinh đặt tại tỉnh Vũ Hán. Ngoài ra, trận động đất trên cũng đã san phẳng một khu tự trị của phía Trung Quốc. Được biết, từ đầu năm tới nay, Trung Quốc đã đón nhận 9 trận động đất, nhưng chưa có một trận động đất nào mạnh trận động đất ngày hôm qua. Trung bình, trận động đất của Trung Quốc chỉ xảy ra từ 4,1 đến 5,5 độ Richter, nhưng trận động đất ngày hôm qua đã lên tới 7,7 độ Richter. Đây là một điểm báo rằng Trung Quốc sắp diệt vong và con đập tam hiệp lớn nhất của Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ bị vỡ. Có thể nói rằng qua những sự kiện mở màn như vậy cho chúng ta thấy rằng năm 2023 là một năm rất tồi tệ đối với cả phía Trung Quốc. Những cơn bão siêu mạnh đang đổ dồn dập vào đất liền của Trung Quốc, khiến cho nhiều tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Tứ Xuyên ngập chìm trong biển nước, thì nay đã xuất hiện động đất sóng thần. Đến nay Trung Quốc đã đón nhận rất nhiều trận động đất, nhưng trận động đất ngày hôm qua được cho là kỷ lục nhất. Nó đã làm rung chuyển một vùng rộng lớn ở tỉnh Hồ Bắc là Vân Nam, Vũ Hán, chìm trong đống đổ nát. Cơ quan tìm kiếm cứu trợ cứu nạn của Trung Quốc đang điều cả trực thăng để bới đống đổ nát tìm ra những nạn nhân bị mắc kẹt. Có thể nói rằng đại họa vẫn đang tiếp tục đổ dồn vào Trung Quốc đại lục, đất nước hơn 1,4 triệu người dân đang sống trong ngày tháng đen tối nhất trong lịch sử loài người. Từ cuối năm 2022, dịch bệnh COVID-19 tàn phá thành phố Vũ Hán đến nay, ngoài mưa to gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập, thì những cơn bão siêu mạnh vẫn đang đổ dồn dập vào Bắc Kinh để vùi lấp Trung Quốc. Họ cho đây chính là nghiệp quật hay còn gọi là nhân quả báo ứng, bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra cho thế giới vô cùng to lớn. Trung Quốc đã đem con virus Vũ Hán hay còn gọi là vũ khí sinh học đi gây lan toàn nhân loại, để bây giờ trên toàn hành tinh đã có tổng hơn 38 triệu người nhiễm và hơn 1 triệu người tử vong, một con số hết sức kinh khủng, tất cả là do phía Trung Quốc ra. Đây chính là lý do vì sao mẹ thiên nhiên và đấng tối cao được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc. Siêu tập được tập hiệp lớn nhất trên thế giới trong những ngày vừa qua được tờ báo quốc tế nhắc tới rất nhiều. Tất cả các trang mạng trên thế giới đều nhắc tới con đập lớn nhất của Trung Quốc. Hiện nó vẫn sừng sỡ đứng ngang con sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc bắc qua tỉnh Hồ Bắc và Vũ Hán. Con đập tam hiệp được nhắc tới rất nhiều bởi nó đang sở hữu những kỷ lục mà không con đập nào trên thế giới có thể sánh ngang được. Ví dụ như chiều dài của nó lên tới gần 5 km. Con đập lớn nhất của phía Trung Quốc được xây dựng trong suốt 15 năm, từ năm 1993 cho mãi tới năm 2008 con đập mới được xây xong. Trước khi trình dự án lên cơ quan đầu não chính quyền ông Giang năm 1988, rất nhiều cơ quan ban ngành cũng như các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc đã ngăn cản khi nói rằng nếu như chính phủ của Trung Quốc vẫn tiếp tục cho xây dựng con đập này thì đặt đất nước của Trung Quốc vào mối cực kỳ nguy hiểm, bởi con đập chính là tử huyệt của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày đó chính phủ của Trung Quốc không nghe theo những lời chuyên gia thủy lợi của chuyên gia xây dựng, họ vẫn quyết định cho xây dựng con đập tam hiệp lớn nhất trên thế giới, một mặt là để dương oai với các nước trong khu vực, bởi vì đập tam hiệp là một trong những công trình đồ sộ và vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đập đã sử dụng tới 600.000 tấn thép, tương đương với 67 tòa tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp. Con đập cũng đã đóng góp tới 50 tỷ đô la Mỹ, một con số hết sức kinh khủng. Nhưng bây giờ nó đang tử huyệt chết người của chính quyền Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tiêu tốn rất nhiều tiền để bảo vệ con đập. Bằng chứng là việc chính phủ của Bắc Kinh đã cho tiêu điều 50 tiểu đội và 50 tiểu đoàn phi cơ bảo vệ con đập 24/24 giờ. Bởi nhiều nước trên thế giới là đối thủ truyền kiếp của Trung Quốc, mối đe dọa đã cho đội dội bom phóng tên lửa phá vỡ con đập này để dấn chìm Trung Quốc nếu như xảy ra xung đột. Các nhà quan sát cho biết rất nhiều nước trên thế giới muốn bắn vỡ con đập tam hiệp của phía Trung Quốc để trả thù, đặc biệt là Triều Tiên và Ấn Độ. Ngoài ra, Đài Loan, Hồng Kông, Mông Cổ, Macau, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, các nước trên đồng loạt lên tiếng nếu như xảy ra xung đột với Trung Quốc thì họ sẽ không cần đánh vào cơ quan đầu não chính quyền ông Tập, họ chỉ phóng tên lửa từ xa để phá vỡ con đập là họ đã chiến thắng rồi. Đập tam hiệp lớn nhất Trung Quốc bắc ngang sông Dương Tử vẫn là niềm tự hào của người dân Trung Quốc đại lục. Nhưng bây giờ chính đó là mối đe dọa đặc biệt của chính phủ Trung Quốc, bởi lâu nay nhiều nước trên thế giới tuyên bố sẽ dội bom và phóng tên lửa phá nát con đập này. Ngoài ra, trong tình cảnh mưa to gió lớn, bão tố mịt mờ, động đất vỡ đê, vỡ đập trong suốt hơn 3 tháng vừa qua đã đe dọa trực tiếp từ siêu đập tam hiệp. Mỗi khi sắp kết thúc, triều đại đều liên tiếp xảy ra tai họa. Gần đây, mọi người đã phát hiện ra nhiều những sự ngôn cổ xưa đều dự đoán rằng người Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều tai họa trong năm nay. Theo các ghi chép của sử sách Trung Quốc, và những năm cuối của các vương triều đều liên tiếp xảy ra tai họa. Như vậy, thực trạng hôm nay có lẽ là điểm báo Trung Quốc sắp có biến lớn. Theo dự đoán của nhà thiên tinh học thời thường,
Lý Thuần Phong nhật thực có vàng sáng bên cạnh mây trắng thấp thoáng, thiên hạ ấp đại loạn, đại binh khởi hành khắc chức vương, vương bắc vị. Điều này ám chỉ rằng nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị chuộc hạ, thanh toán và mất quyền lực. Ngoài ra, nhật thực năm nay gần như là nhật thực toàn phần với hơn 90% toàn bộ bề mặt tròn của mặt trời bị che phủ đi. Mưa lớn đã gây nhiều tai hại tại miền Nam Trung Quốc. Liên tiếp trong những ngày vừa qua, mưa lớn kéo theo lũ quét và ngập lụt xảy ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương miền Nam Trung Quốc. Trong đó xác nhận có ít nhất 417 người thiệt mạng và 55 người mất tích. Cụ thể, từ đầu tháng đến nay, mưa lớn liên tục tại các địa phương ở khu vực Giang Nam và Tây Nam Trung Quốc. Trong đó, mưa bão tập trung các tỉnh khu tự trị Giang Tây Phúc Kiến, Hồ Nam Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây. Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, hơn 20 dòng sông lớn trong khu vực như Tím Giang, Cán Giang, Kiến Khê, Sa Khê, Mân Giang đã vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,02m cho đến 4,82m. Nhiều địa phương xuất hiện tình trạng ngập lụt và lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão, bão Giang Tây và tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 76 người chết, 6 người mất tích. Có 12.000 người dân ở 54 quận huyện thuộc 9 thành phố của tỉnh này chịu ảnh hưởng của mưa bão, 133.000 người phải di rời đến khu vực an toàn và cần cứu trợ khẩn cấp, 74.000 hecta diện tích canh tác chịu ảnh hưởng, 290 căn nhà bị sụp đổ, thiệt hại kinh tế ước tính là 1,59 tỷ nhân dân tệ, khoảng 230 triệu USD. Quảng Tây địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam cũng chịu thiệt hại nặng nề với ít nhất 19 người thiệt chết, 23 người mất tích, 56 người bị thương, hơn 2.500 người phải di rời khẩn cấp, gần 3.000 hecta diện tích canh tác bị ảnh hưởng, 66 căn nhà bị sụp đổ. Các địa phương khác như Phúc Kiến, Quý Châu, Giang Tô cũng chịu nhiều thiệt hại với hàng vạn người dân phải di rời khẩn cấp, hàng nghìn hecta đã canh tác bị ảnh hưởng. Đặc biệt mưa lũ ảnh hưởng đến cấp điện, nước sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân ở nhiều khu vực. Trước tình hình trên, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã khởi động phương án ứng phó khẩn cấp cấp 4, triển khai từ công tác đến các vùng chịu thiệt hại của mưa lũ, chỉ đạo hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời cung cấp hơn 2.000 liều bạt, 10.000 giường gấp và 20.000 chăn bông cứu trợ khẩn cấp cho người dân. Dự báo, mưa lớn sẽ còn kéo dài đến hết năm nay. Các địa phương ở miền Nam Trung Quốc vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả của lũ lụt, đồng thời chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra trước tình hình thiên tai bất ngờ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.